chị đã quay lại với ánh hoàng hôn tại Nam đảo Phú Quốc, và đây là một buổi chiều đầy nắng khoảng 15 giờ chiều tại thị trấn Amalfi, cổ trấn Địa Trung Hải. Chúng ta sẽ cùng theo những cái thước phim về shophouse Địa Trung Hải, Sun Prima Village Primavera của tập đoàn Sun Group, với nghệ thuật kiến trúc thiên minh giả cổ nằm trong khu đất vàng được quy hoạch trở thành khu đô thị cảng quốc tế An Thới Hòn Thơm, và là cái điểm khởi đầu của nguồn cáp treo Hòn Thơm, cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới. Dự án Sun Prima Village Primavera sẽ là một cái trung tâm văn hóa kinh tế mới, mang lại sự hưng thịnh và sinh khí cho không chỉ Nam đảo mà còn toàn bộ Phú Quốc trong phát triển kinh tế du lịch. Điểm đến thượng lưu Sun Prima Village Primavera bao gồm tổ hợp các căn shop house như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Ở đây là sẽ là giai đoạn 1 và bên kia sẽ là giai đoạn 2. Thì giai đoạn 1 này chúng ta sẽ nhìn thấy những cái căn sát mặt biển nhất, đấy là khu vực nhà hàng gành đá của tập đoàn Sun Group tự triển khai và tự vận hành quản lý. Phía sau thì sẽ là những cái căn shop house Sun Prima Village Primavera, hay gọi là shop house Địa Trung Hải, nơi tạo nên cái bến cảng phồn hoa, nơi mùa xuân vĩnh cửu tuyệt đẹp. Và nơi đây thì chúng ta sẽ có những cái căn shop house rất là đa màu sắc, với cái nền cảm hứng là từ bức họa Primavera, một bức họa về mùa xuân vĩnh cửu rất là nổi tiếng trên thế giới. Đấy là cái nguồn cảm hứng mà tạo nên một trong những cái dự án đậm chất nghệ thuật shop house Địa Trung Hải như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Bay qua giai đoạn 1 thì chúng ta sẽ đến cái khu vực trung tâm, là khu vực Central Village, đó là khu vực tiện ích trung tâm, bao gồm một tháp chuông cao 75 m, và nằm trên cái độ cao 87 m so với mực nước biển. Và phía dưới là các cái hệ thống nhà hàng, khách sạn, quầy bar, clubhouse, sàn nhảy, các cái tiện ích khác và bể bơi giật cấp tràn bờ ở khu vực trung tâm. Dưới cùng với đó là một cái bãi biển cát trắng 1 hecta mà chủ đầu tư đã cải tạo và làm lại. Đây là một cái bãi biển nhân tạo mà Sun Group họ đã làm. Và kế bên khu vực Central Village thì chúng ta sẽ nhìn thấy Gardi cáp treo. Ở đây là một cái góc máy khác thì chúng ta nhìn toàn cảnh khu vực shop house Địa Trung Hải giai đoạn 1 của dự án, với những cái dãy shop house rất nhiều màu sắc, và cái tông chủ đạo sẽ là mái ngói màu đỏ nâu sẫm mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Ở đây thì những cái dãy mà sát biển nhất sẽ là nhà hàng gành đá, sau đó đến hai dãy Venice, mã căn là ven chẵn và ven lẻ. Ở dãy ở giữa là hai dãy block shop house Positano, hay còn gọi là post chẵn và post lẻ, và nằm trên cao độ cao nhất, đấy là dãy Amalfi, dãy Ama. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy những căn shop house cuối cùng, hay còn gọi là đầu tiên của dãy Positano này, là những căn shop house cuối cùng dãy, các block shop house từ 93 cho đến 103 như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Đây là những cái hình ảnh toàn cảnh về dự án shop house Địa Trung Hải, và đặc biệt là giai đoạn 1. Giai đoạn 1 và đã có những khách hàng bắt đầu nhận bàn giao về hoàn thiện. Ở đây thì sẽ kinh doanh như kiểu là khách sạn, spa, karaoke, hoặc là các cái cửa hàng souvenir, cửa hàng tiện lợi, hoặc là những cái khu vực nhà hàng, cà phê, vân vân. Thì đã có những cái anh chị đầu tiên về hoàn thiện căn nhà mình để làm khách sạn ở dãy Amalfi. Đây là cái khu vực những cái căn shop house. Chúng ta sẽ đếm ngược từ mã căn 103 cho đến những cái bậc block shop house trên màn hình, thì là từ căn 69 cho đến căn 91. Và đây là những cái hình ảnh những cái căn shop house ở giữa. Hình ảnh flycam này thì mình quay bằng một cái flycam khác, thành ra là cái màu sắc nó sẽ không được đẹp. Trong những cái video sau thì bên mình sẽ quay bằng một cái flycam mới hơn, xịn xò hơn, thì cái hình ảnh nó sẽ đẹp hơn rất nhiều.
và nó thể hiện đúng cái màu sắc của shop house Địa Trung Hải. Ở đây thì cái tông màu chúng ta nhìn thấy nó sẽ hơi trầm. Những căn nhà hàng gành đá rất là đẹp của Sun Group, họ tự vận hành và khai thác kinh doanh. Phía sau thì chúng ta có các cái block shop house bổ trợ cùng với hệ sinh thái. Sinh thái Sun Group tại Nam Phú Quốc tạo nên một cái chuỗi giá trị bao gồm lưu trú, sử dụng dịch vụ và mua sắm và vui chơi giải trí. Ở đây thì dự án shop house Địa Trung Hải hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một trong những cái dự án bất động sản thương mại thành công nhất của tập đoàn Sun Group, với một cái bãi biển riêng tư và nơi đây thì sẽ có biểu tượng cây cầu hôn. Đây là cái khu vực Gadi Capchel của Sun Group đã vận hành từ năm 2018 cho đến thời điểm hiện tại. Và Gadi Capchel này thì với cái lưu lượng khách đến ga Capchel Hòn Thơm vào những cái ngày đông khách nó có thể lên đến khoảng 7 đến 10.000 lượt khách một ngày. Ở đây thì chúng ta có giai đoạn 2 ngay kế bên Gadi Capchel. Ở giai đoạn 2 này thì từ những cái căn shop house chúng ta có thể nhìn thấy những cái cabin Capchel nó sẽ di chuyển qua ngay trước mắt chúng ta. Đó là cái rất là thú vị của dự án shop house Địa Trung Hải. Và các bạn có thể nhìn thấy cái bãi đất trống ở phía sau và nằm trên sườn đồi. Thì dự kiến sau này, trong cuối năm nay thì Sun Group sẽ triển khai một cái dự án, đấy là căn hộ chung cư Hillside Địa Trung Hải, căn hộ chung cư sườn đồi sở hữu vĩnh viễn tại khu đô thị đảo đầu tiên của Nam Phú Quốc. Và ở bên giai đoạn 2 này thì chủ đầu tư họ đang hoàn thiện những cái công đoạn cuối cùng về các cái căn shop house gành đá cũng như là các cái căn shop house thương mại. Cái khu nhà hàng gành đá này thì chủ đầu tư họ sẽ tự kinh doanh, và các căn shop house thương mại thì dành cho những cái anh chị mà đang có nhu cầu đầu tư để kinh doanh các loại sản phẩm về du lịch và liên quan đến du lịch nói chung. Thì kế bên Gadi Capchel là một trong những cái vị trí bất động sản để anh chị có thể kinh doanh được những cái loại hình mà phục vụ cho khách du lịch, từ khách sạn cho đến chuỗi nhà hàng, chuỗi spa, chuỗi cung ứng dịch vụ tour tuyến và các cái dịch vụ bổ trợ khác dành riêng cho du lịch. Tổng dự án shop house Địa Trung Hải thì có 255 căn và chúng ta có khu vực giai đoạn 2 với số lượng căn rất ít. Thì chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình một cái cụm mà bao gồm các cái dãy Sorrento 123. Giai đoạn 1 thì chúng ta có 3 dãy đường, đấy là Amalfi, Positano và Venice. Bãi biển nhân tạo 1 hectare trên màn hình. Và đây là những cái hình ảnh giữa các cái tuyến phố tại giai đoạn 1 shop house Địa Trung Hải, với các căn shop house với cái hoàn thiện mặt ngoài rất là khác nhau. Không căn nào nó giống căn nào hết. Căn cùng màu sơn thì những cái thiết kế về cửa sổ, về mái nó sẽ khác nhau. Căn khác màu sơn thì nó sẽ khác nhau về các cái ô cửa sổ. Như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, cùng một cái block shop house nhưng nó sẽ hoàn toàn khác nhau về mặt ngoài. Ở đây thì chủ đầu tư đang hoàn thiện nốt những cái giai đoạn cuối cùng của các căn shop house và các cái trục đường chính của dự án. Đây là trục đường Positano. Chúng ta đang nhìn thấy một cái lòng đường 6m, mỗi bên vỉa hè sẽ là 3m, và chủ đầu tư họ đã đổ nhựa rồi. Có những đoạn thì sẽ nhột đổ nhựa và lát đá hai bên. Nó có những đoạn thì sẽ lát đá đơn thuần. Rất là kiểu cách từ con đường cho đến sản phẩm. Đây là giữa tuyến phố Positano, chúng ta cùng di chuyển để xem cái sự khác biệt giữa các cái căn shop house ở đây, và nó rất là đa màu sắc. Những cái ô cửa từ màu đỏ cho đến màu vàng, màu xanh, và những cái căn nhà từ màu trắng sữa cho đến màu cam, màu lam, rồi màu xám. Nó rất nhiều màu sắc. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy chủ đầu tư họ cũng đã trồng một cái lượng cây cơ bản, một cái lượng cây nó sẽ phù hợp với dự án, và hầu như là những cái cây nó nho nhỏ xinh xinh.
Và do những cái con đường này cũng chưa hoàn thiện nên các khu tiểu cảnh cũng chưa được bổ sung thêm mảng xanh. Nếu mà sau này chủ đầu tư họ hoàn thiện thì những cái mảng xanh ở đây nó sẽ nhiều hơn. Thì chúng ta cảm nhận được cái hơi hướng Địa Trung Hải. Địa Trung Hải về cái kiến trúc đẹp nhất đấy là những cái ngôi nhà, những cái ô cửa sổ, những cái gam màu tương phản của cái nền nhiệt đới gió mùa, khí hậu nhiệt đới gió mùa. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy khu vực này là chủ đầu tư họ đang hoàn thiện một cái lối đi dạo bộ từ dãy Amalfi xuống đến dãy Positano phía dưới này. Và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình là những cái mảng tường như kiểu là đã bị bào mòn, đã bị cũ rồi. Nhưng thực ra đấy là cái nghệ thuật thiên bình giả cổ mà chủ đầu tư họ trau chuốt vào sản phẩm, và họ làm được ra những cái lớp sơn như vậy, những cái dấu vết như vậy thì rất là cầu kỳ và công phu. Và ở đây thì dãy Positano là những cái căn shop house lẻ và shop house chẵn. Đây là cái khu vực lối đi từ dãy Amalfi cho đến xuống phía dưới này. Và khu vực này là những cái con đường mặt sau của dãy Amalfi và mặt sau của dãy Positano, những con đường đi dạo bộ. Và những khách hàng, giả sử anh chị kinh doanh khách sạn ở đây thì khách hàng sẽ check in từ tầng 3 và chúng ta sẽ đi xuống tầng 1. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về các cái dự án, các căn shop house Địa Trung Hải thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận được những cái thông tin chính sách bán hàng mới nhất cập nhật từ chủ đầu tư. Và đây là những cái hình ảnh về giai đoạn 2, và dự kiến cuối năm nay thì sẽ có một dự án căn hộ Hillside sở hữu lâu dài. Anh chị nào đang quan tâm thì vui lòng xem những video trên YouTube về dự án căn hộ Hillside, cũng như là anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình để đặt cọc thiện chí trước khi ra mắt căn hộ. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại anh chị ở trong những cái video sau về dự án shophouse Địa Trung Hải. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.